Thiếu này mới gửi lại cho anh Hải đây. Hải ơi, nhận lâu nhận, anh Lan ơi, nhớ năm ngoái khi ghé Hải vừa cập bến thì á, cô mới mời em vào tận chốn phòng riêng. Cô mới đưa em qua chiếc giường gỗ đỏ, đúng không? Trời ơi, chú Lan dây mặt con như cái đục. Anh Lớn ơi, anh Lớn ơi, cô mới đè em qua chiếc giường gỗ đỏ, cô mới hỏi qua giá cả thì em nói thôi kệ bà, nó lấy giá cả làm gì? Hai ông cháu, tôi sắp sửa lui ghé, tôi còn là giấy tay anh phải bấm vô người ta mới vô coi được nha. À, thế đi á, anh vô phân tâm à. Anh không giấy tờ, anh không bấm vô. Đó, dạ tập trung chuyên môn. Mời ai tắt tài à. Đến khi bóng lên tài đã khuất dạng sao mấy lùm che. Tại cái luôn, cái tư ấy, cái tư của anh tài ớt đi cái che á. Ê, cô ơi, cô có biết đâu tôi là lấy cái nón lá che nghiêng ngăn dòng nước miếng, cô lộn nước mắt. Không muốn bàn quan thiên hạ, một người anh dân quan lâu là một dân quan tài. Tài là chết, còn tài là cái đĩa. Tài chứ không. Tài, bỏ chạy luôn. Bỏ chạy luôn. Chơi vậy em mới sợ chứ. Chơi em sợ chứ. Giới thiệu mà ca sĩ Dân Long. Tao cái con Dân Quang Tài chết mẹ rồi. Ê, như tao đang đứng nghe Dân Quang Tài bỏ chạy luôn. Nghe Quang Tài sợ không chạy luôn. Anh Long hát bản bê rô, hát bê rô xì lô, hát bản đi. Rồi. Thì mát mày đợi kết nha. Thôi nói về đời tôi, thì đứng một mình.
anh và nhau. Tâm hồn em đây lâng lâng buồn, em gái hỏi chàng ơi, sao anh đắm say trong khung nhà ân tình, trời cho biển nát nên anh đời anh đang sống như con tầm tư. Người yêu đã cho anh thấm mơ đưa mùi tình, tiếng ca tầm lặng xót xa trong trái tim. Người yêu của anh muôn đời nhạc chữ tình có hình người anh tặng tiếng ca, đâu có yêu người yêu chính em muôn đời. Thương anh thì đâu có yêu người tôi muốn em muôn đời. Thương anh thì thương một cũng thương tư, đâu có yêu người yêu chính em. Món gà tóm lại là hai thằng bạn và hết đâu nói vậy nhồi ai nghĩ